Xin chào các bạn. Hôm nay Trang Sức Em và Tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm bộ dây chuyền nữ sắc sảo. Bộ dây chuyền nữ sắc sảo được xem là biểu tượng của sự thông thái, giống ánh sáng mặt trời. Năng lượng của đá thạch anh tỏa ra tựa như những tia nắng mặt trời, giúp kích thích não bộ, tăng cường khả năng tập trung của các giác quan. Đặc biệt, người sở hữu bộ dây chuyền nữ sắc sảo cũng vô cùng xinh đẹp trong mắt người khác bởi khả năng thu hút từ đá thạch anh. Còn trong ngũ hành, đá thạch anh vàng là đặc trưng của hành thổ, nên những người mệnh thổ đeo đá quý này sẽ tương hợp giúp mọi chuyện hanh thông, gặp nhiều may mắn. Quý khách vui lòng gọi đến 0913 951535 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng. Em và Tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu, giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn. Quý khách có thể mua trực tuyến tại website trangsucvn.com hoặc các cửa hàng gần nhất. Em và Tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.